Xin chào tất cả mọi người, đây là video cận cảnh cuối cùng về VinFast VF6, mẫu xe nằm giữa trong bộ 3 sản phẩm mới nhất vừa được trình làng của thương hiệu Việt tại triển lãm CES 2022. Nếu các bạn chưa xem video chi tiết về VinFast VF5 và 7 thì nhớ đừng bỏ qua nhé. Trước tiên, VinFast VF6 sẽ là mẫu crossover hạng B, tức nằm chung phân khúc với Kia Seltos đang là vua doanh số. Kích thước cụ thể của mẫu xe này chưa được tiết lộ, nhưng nhìn ngoại hình khá ổn đúng không ạ? VF6 mang thiết kế hơi bầu bĩnh, đèn pha LED tiếp tục đặt thấp cùng dải đèn định vị đặt trên cùng, uốn thành hình chữ V, radar cũng nằm ở phía dưới cùng, phần nhựa đen sẽ xuất hiện xung quanh xe, từ cản trước tới thân và phần đuôi. Thế nhưng, gương xe có camera, như vậy sẽ có camera 360 độ, điểm này khác biệt hơn hẳn so với phân khúc SUV crossover hạng B hiện nay. Mâm xe cũng có thiết kế lớn, tất nhiên chúng ta vẫn sẽ phải chờ thêm vì đây vẫn là concept. Cột xe cũng được tạo hình đẹp mắt, nối tiếp tới kênh gió phía sau, dải đèn hậu vuốt thành hình chữ V và có thêm cụm đèn phía dưới giống với VF5. Nội thất trên VF6 tiếp tục là ảnh render, xe nổi bật hơn hẳn với màn hình giải trí kích thước lớn, trợ lý ảo VV cũng hứa hẹn sẽ có mặt trên mẫu xe này. Ngoài ra, VF6 cũng sẽ sử dụng màn hình HUD phía trước cho tài xế thay vì đặt sau vô lăng như cách truyền thống. Theo hình ảnh, vô lăng trên mẫu xe này cũng được tích hợp Cruise Control và cảnh báo lệch làn. Chưa dừng lại, cửa sổ trời toàn cảnh cũng là một trang bị đang thấy trên bản concept này. Nếu điều này có trên phiên bản thương mại thì quả thật, VinFast VF6 thật sự đáng gờm trong phân khúc. Thông số về động cơ và giá bán cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nên chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong một video khác nói tiếp về VinFast VF6 nhé. Video tới đây là kết thúc. Các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Có chờ mong xe sẽ sớm được sản xuất và bán chính hãng hay không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like nếu thích, đăng ký kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.